Nhận định, soi kèo Honduras với Qatar, 9 giờ ngày 21 tháng 7. Không như nhận định ban đầu của phần đông giới chuyên môn, bảng D Cúp Vàng CONCACAF Gold Cup 2021 không hẳn là cuộc chơi của Honduras và Panama. Bảng D của CONCACAF Gold Cup 2021 đã xuất hiện kẻ phá game. Kẻ phá game ấy chính là Qatar. Không được đánh giá quá cao trước khi giải đấu khởi tranh, nhưng những gì Qatar đã thể hiện tương đối ấn tượng. Ở trận đầu tiên, đại diện của châu Á khiến Panama thực sự nhọc nhằn để thu về một điểm, hòa với tỷ số 3-3. Ở trận tiếp theo, Qatar đánh bại Grenada với cách biệt 4 bàn không gỡ. Chiến thắng trước Grenada vốn dĩ không bất ngờ, nhưng trận hòa với Panama thì rõ ràng có. Qatar 3 lần vượt lên dẫn trước và khiến Panama 3 lần đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Trong khi đó, chiến thắng với tỷ số 3-2 mới đây trước Panama đã phần nào cho thấy thực lực của Honduras. Ở màn so tài đó, Honduras rõ ràng hiệu quả hơn so với Panama ở khâu kết thúc. Honduras chỉ cần 12 pha dứt điểm để có được 3 bàn thắng, trong khi Panama thực hiện tới 18 tình huống kết thúc nhưng chỉ ghi 2 bàn. Ấn tượng hơn, mùng 9 tháng 12 pha dứt điểm của Honduras đưa bóng đi trúng khung thành của Panama. Nếu thủ thành Luis Meza không thi đấu xuất sắc, Panama đã phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua. Honduras chỉ cần 1 điểm là chắc chắn kết thúc ở vị trí số 1 bảng D. Qatar cũng chỉ cần 1 điểm để vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự CONCACAF Gold Cup. Kịch bản hai đội hòa nhau để loại Panama có thể xảy ra bởi những gì đã diễn ra cho thấy Honduras và Qatar tương đối cân sức cân tài. Hai đội trước đây chưa từng đấu với nhau bất kỳ trận nào. Tỷ lệ kèo Honduras với Qatar. Sau tỷ lệ kèo châu Á, 0/0. Tỷ lệ 0/0 cho thấy nhà cái cũng tin vào kết quả hòa khi Honduras chạm trán Qatar. Kết quả này nhiều khả năng xảy ra vào thứ Tư, ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Chọn hòa. Sau tỷ lệ kèo tài xỉu, 2 mùng 1 tháng 2. Cả hai trận đã qua của Honduras tại CONCACAF Gold Cup 2021 đều xuất hiện không dưới 4 pha lập công. Cả hai trận đã đấu của Qatar tại kỳ Cúp Vàng CONCACAF lần này cũng đều chứng kiến từ 4 bàn thắng trở lên. Kịch bản tương tự hứa hẹn xảy ra khi Honduras so tài cùng Qatar ở lượt trận cuối này.